Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một cặp nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 3m65 và chiều dài của căn nhà mình lên đến 17m và được anh chủ nhà đúc kiên cố một trệt và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 3 phòng ngủ chính cũng như 4 nhà vệ sinh và mình có một phòng thờ cũng như phòng giặt và sân thượng ở phía sau căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế mình có những cái ban công vuông và được anh chị chủ nhà thiết kế với khu vực phía ngoài thì lan can được làm bằng kính cường lực 10 ly và tay vịn làm bằng inox cũng như phía bên ngoài thì được anh chị chủ nhà trồng cho mình những cái mảng cây xanh trang trí vào bên trong căn nhà. Đặc biệt của căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm thông thông từ trục đường Phạm Văn Bạch vào trục đường Nguyễn Tư Giản thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và là một trong con hẻm để thuận tiện khách hàng vừa mua để ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với con hẻm trước nhà là hẻm một sẹt, hẻm xe hơi, xe tải và căn nhà mình thì đã được các chị nhà phun nội thất tặng kèm rồi. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà. Một con đường rộng lên đến tầm cỡ khoảng 6-7m, một con đường thông thuận tiện để khách hàng mua để ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm. Với con đường ở phía trước rất là rộng, xe hơi xe tải thì di chuyển vào bên trong căn nhà mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực phía bên ngoài của căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong thì phía ngoài sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có cái khoảng sân ở phía ngoài này thì rộng lên đến tầm cỡ khoảng độ 3m để mình để xe gắn máy, cũng như khoảng sân này thì hai bên tường nó được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên tầm cỡ khoảng độ hơn 2m và phía bên trên thì mình cũng được lợp mái che chắn rất là kỹ càng để mình để xe gắn máy vào bên trong chứ không sợ bị ướt. Và khu vực phía ngoài này thì mình có thể vừa ở và kinh doanh buôn bán thêm. Với con hẻm một sẹt thuộc đường Phạm Văn Bạch thông qua trục đường Nguyễn Tư Giản thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với căn nhà được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và chỉ với giá hơn 6 tỷ thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng khách của căn nhà, mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài được làm bằng sắt rất kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà với hai lớp cửa. Và đây là khu vực không gian phòng khách chính của căn nhà thì mình có một bộ bàn ghế gỗ phía bên trong nó được anh chị chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm và hai bên tường thì được ốp gạch đá cao lên khoảng 1m2 và sàn nhà mình thì được lát gạch đá bóng kính. Di chuyển vào bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương cũng như bên trong không gian phòng bếp thì mình có một cái bộ bàn ăn 6 ghế tặng kèm và lavabo để rửa tay ở phía bên ngoài. Và khu vực cầu thang thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Và với căn nhà được thiết kế giếng trời ở giữa cầu thang của căn nhà để lấy gió và ánh sáng vào bên trong không gian phòng khách cũng như không gian phòng bếp căn nhà rất là thoáng và rất là mát, cũng như nhà vệ sinh căn nhà mình thì được thiết kế rất là rộng, được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ. Thì khu vực nhà vệ sinh này phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, phòng bếp ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và mình nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính cũng như khu vực không gian phòng khách, phòng bếp để di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Và với bề ngang căn nhà mình lên đến 3m65 và chiều sâu căn nhà
Một cạnh thì lên đến 17 mét và một cạnh thì lên đến gần 18 mét và được các chủ nhà đúc kiên cố. Một trệt và ba lầu. Thì công năng sử dụng của căn nhà mình thì lầu 1 mình sẽ có hai phòng ngủ chính và lầu 2 thì mình có một phòng ngủ chính cũng như một phòng thờ và phòng giặt ở phía sau và cầu thang để đi lên trên mái. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà rất là rộng, có ban công phía bên ngoài để mình ra bên ngoài vui chơi cũng như hóng mát và có mở cửa sổ ra bên ngoài, rất là thoáng và rất là mát. Với không gian phòng ngủ phía trước mình có bàn làm việc, bàn trang điểm, tủ quần áo tặng kèm và máy lạnh tặng kèm cũng như rèm cửa đã được anh chị chủ nhà may sẵn. Không gian phòng ngủ phía trước rất là rộng và căn nhà mình thì được thiết kế toàn bộ cửa bên trong được làm bằng gỗ cam xe. Nhà vệ sinh thì cũng được làm bằng gỗ cam xe và bên trong thì mình có vách ngăn tấm kính và chỉ với giá 6 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một cặp nhà nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay chợ Phạm Văn Bạch cũng như ngay ngã ba của Phạm Văn Bạch và Nguyễn Tư Giản thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm rất là đẹp và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Căn nhà mình thì mỗi lầu mình sẽ có hai phòng ngủ chính và một nhà vệ sinh. Cho nên là không gian phòng ngủ căn nhà mình rất là rộng, được các anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất. Và hai căn nhà này thì chỉ với giá 6 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình. Một trong hai căn nhà đã được các anh chị nhà full nội thất tặng kèm. Và khi quý nhà mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các anh chị nhà để lại hết cho quý nhà. Đây là khu vực phía bên trên, khu vực không gian phòng ngủ số 3 căn nhà thì đang được các anh chị nhà để trống. Và phòng ngủ này rất là rộng. Phía trước thì mình sẽ có một cái phòng thờ. Phòng thờ ở phía trước cũng rất là rộng để mình có thể thờ cúng gia tiên cũng như ông bà. Và mình có sân thượng cũng như khu vực ở phía trước căn nhà với một con hẻm thông thuận tiện để quý nhà vừa mua để ở và kinh doanh buôn bán. Mở phòng công ty cũng như mình có thể mở văn phòng room, spa hoặc là kinh doanh buôn bán hàng online rất là thuận tiện. Và với căn nhà này thì dài hơn một chút, ngang 3m65 và chiều sâu căn nhà lên đến 18m. Căn bên cạnh thì ngang cũng 3m65 và có chiều dài lên đến 17m, được các chủ nhà đúc kiên cố đều một trệt và ba và hai lầu. Mình sẽ có ba phòng ngủ chính, có nhà vệ sinh. Mỗi lầu mình sẽ có một cái nhà vệ sinh rất là rộng và đã được các chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Và chỉ với giá 6 tỷ 500 triệu đồng là quý nhà có thể sở hữu cho mình căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và đặc biệt căn nhà này thì được đúc kiên cố hết cho nên là rất là bền và rất là chắc chắn. Có khoảng sân phía sau để phơi đồ và có cầu thang để đi lên trên mái, và cái phía bên trên thì được đúc kiên cố hết rồi, rất là chắc chắn. Và cặp nhà này thì đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Đây là khu vực phòng ngủ cũng như khu vực lầu 2 của căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.